Nhiều bạn sẽ không tin cái đồng hồ này trị giá là 4 tỷ 2 và ngày hôm nay mình được tặng cái đồng hồ này 4 tỷ 2 luôn mọi người ơi. Đó là bạn Vân Anh với anh Việt Anh là hai người bạn khá là thân của mình và hôm nay mình đến nhà của hai người này chơi. Nhưng mọi người đã biết là hai người này rất là giàu, siêu giàu luôn và ngày hôm nay mình đã khám phá cái độ giàu có của hai người này bằng cách là hai người đã lột cho mình xem những cái thứ đồ đang có và đặc biệt là những cái chiếc đồng hồ rất là sang xinh mịn và ở đây là đang cho mình coi và đặc biệt là cái đồng hồ mình đeo trên tay đó là 4 tỷ 2. Mọi người hỏi tò mò là tại sao mối quan hệ của mình và gia đình này thân nhau như thế nào mà họ có thể cho mình cái đồng hồ 4 tỷ 2. Thật ra thì mình không có PR, không có quảng cáo cho gia đình đó nha. Tại gia đình là kinh doanh online thì họ đủ nổi tiếng rồi, thì mọi người sẽ làm hệ thống thì đó là chuyện của mọi người với họ, không liên quan tới mình. Nhưng mà tại sao bản thân mình lại thích nói chuyện? Bởi vì đơn giản là có những thứ mình chưa được thấy qua. Ví dụ một cái đồng hồ bỏ ra 4 tỷ 2 chắc chắn là mình không có khả năng rồi. Và đặc biệt là chiếc nhẫn đó, mình cũng có nhẫn nhưng mà nhẫn của mình không bao giờ bự bằng hộp của anh Việt Anh. Cái mình đeo lên thử, nói chung là hôm nay mình đang dẹo dẹo ngựa ngựa một vòng cái tài sản thử thì mình thấy được rằng người giàu người ta có những cái thứ tiền, những thứ rất là xa xỉ mà người ta chơi. Nhưng mà ngược lại thì người ta lao động rất là vinh quang và như mọi người đều biết là người ta làm rất là nhiều tiền, người ta cố gắng, người ta lao động thì mới có và mình coi để mình thấy phấn đấu. Như mình chia sẻ là bạn Vân Anh là vợ của anh Việt Anh, là người đã từng bán trà sữa, sau đó rất là khó khăn, cuộc sống khổ lắm, nói chung là bạn rất là khổ, nói chung là một gọi là nữ đại gia bù đăng á, ai cũng biết đó, rất là khó khăn nhưng mà từ từ bạn đã vươn lên thoát được nghèo và xây dựng phát hiện và đã mua đồng hồ cho chồng và chồng cũng là một trong những người khá là giỏi và bản thân mình cũng rất là hâm mộ. Và ngày hôm nay là họ nói là họ tặng cho mình cái đồng hồ 4 tỷ 2 này nhưng mà mình thấy kỳ quá cho nên mình thống nhất với họ là chỉ tặng trong vòng khoảng 10 phút thôi. Mình coi, mình quay clip để mình khoe với cả nhà của mình cho biết cái đồng hồ được rồi nhưng mà mình đang tham lam quá, mình không muốn trả lại, giờ làm sao ta. Nói chung là mình quay clip cho biết thôi cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã đồng hành cùng với mình chia sẻ những clip hội trường và trên đây là tiết mục khoe của nhà giàu với nhà mình nha. Cảm ơn cả nhà, bye bye. Mình là Sam Minh Tứ, chia sẻ clip về Hoa, bye bye. Anh chưa có con Rolex nào thôi. Dạ. Cái còn dính rồi. Thôi kệ nó về nghe. Đi về nghe, dính rồi, đi về nghe. Dính rồi. Coi chân. Coi chân sờ cái bóp của vợ này rồi cái tiền nha nữa. Thì đúng là cuộc sống xa xỉ. Đi ra phải không? Đi. Ok.